Ai nữ trùm sòng bạc Macau được cầu hôn bằng nhẫn 3 USD. Hà Siêu Liên được cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn có giá 20 nhân dân tệ, gần 3 USD, cỡ nhẫn cũng không vừa tay, do Đậu Kiêu mua vội ở ngoài đường. Ngày 29 tháng 4, tạp chí thời trang Elle đăng tải bài phỏng vấn Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu. Cặp sao chia sẻ về lễ cưới trị giá 6,3 triệu USD và cuộc sống tân hôn. Theo Hà Siêu Liên, cô và Đậu Kiêu đính hôn vào năm 2020. Khi cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới, cha cô là tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời. Vì vậy, ngày trọng đại của cả hai phải rời đến năm 2023 để cô chịu tang cha. Đậu Kiêu chia sẻ anh chỉ có 4 tháng để chuẩn bị cho hôn lễ với Hà Siêu Liên. Mọi công tác tổ chức từ chọn địa điểm đến lên ý tưởng đều do nam diễn viên một mình thực hiện. Theo tài tử sinh năm 1988, anh thường xuyên bị mất ngủ, thậm chí ngã bệnh trong thời gian lo liệu cho đám cưới. Theo Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu và nhân viên sự kiện không cho cô tiếp cận địa điểm tổ chức. Vì vậy, phải đến ngày làm lễ chính thức cô mới nhìn thấy không gian đám cưới. Sự kỳ công của Đậu Kiêu khiến Hà Siêu Liên cảm động đến rơi nước mắt. Liên quan đến việc Đậu Kiêu bị chê bai có màn cầu hôn không xứng với thân phận của Hà Siêu Liên, ái nữ trùm sòng bạc Macau cho biết không bận tâm đánh giá của công chúng. Bản thân cô hài lòng, vui vẻ với khoảnh khắc chân thành, hài hước đó. Anh ấy cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn có giá 20 nhân dân tệ, gần 3 USD, cỡ nhẫn cũng không vừa với tay tôi. Đậu Kiêu còn bảo nhẫn là mua vội ở ngoài đường. Không cần sự kiện xa hoa, hoành tráng, chính sự giản dị của anh ấy khiến tôi động lòng và nhớ mãi, Hà Siêu Liên nói. Hà Siêu Liên tiết lộ, nhẫn cưới kim cương hồng, 5,97 carat được Đậu Kiêu làm theo di nguyện của cha cô là tỷ phú Hà Hồng Sân. Từ nhỏ, trang sức Hà Siêu Liên nhận được từ cha mẹ chủ yếu là kim cương hồng. Vì vậy, cố tỷ phú mong chồng Hà Siêu Liên cũng làm được việc này như ông. Nói về mối quan hệ vợ chồng với Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên cho biết cuộc sống tân hôn trước mắt êm ấm. Cả hai đều bao dung, yêu thương nhau vô điều kiện. Tuy nhiên, cô biết rằng chặng đường hôn nhân vẫn còn dài và không dễ dàng. Nữ người mẫu hy vọng cô và Đậu Kiêu có thể gắn bó đến đầu bạc răng long. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tổ chức đám cưới ở đảo Bali, Indonesia vào ngày 19 tháng 4 với 100 khách mời. Trong ngày trọng đại, ái nữ trùm sòng bạc Macau chia sẻ cảm thấy có phúc khi làm vợ của người đàn ông tinh tế, ấm áp và có trách nhiệm như Đậu Kiêu. Cô cho biết sẽ cố gắng trở thành người vợ mà chồng mong ước, sinh nhiều con và toàn tâm toàn ý vun vén gia đình. Hà Siêu Liên sinh năm 1991 là con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân và Trần Uyển Trân. Cô được coi là ái nữ đẹp nhất trong gia đình cố tỷ phú. Cô tốt nghiệp ngành kinh tế tại Anh, sau đó về nước và trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Đậu Kiêu sinh năm 1988 là gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chuyện tình Vê Táo Gai, Quan hệ Nguy hiểm, Tần bộ bộ kinh tâm, Sở kiều chuyện.